Toàn bộ vụ việc hot girl Gia Lâm bị phanh phui công khai suối trai đánh vợ để lên với mình, còn nhắc nhở giấu clip nóng. Vụ việc đang được nhiều diễn đàn mạng chia sẻ với hàng loạt bình luận bức xúc, phẫn nộ hướng về phía nữ chính tên QP. Theo tìm hiểu, cô gái tên là QP hiện sở hữu một kênh TikTok vài ngàn người theo dõi, thường xuyên đăng tải những đoạn clip ăn chơi thể hiện sự sang chảnh. Câu chuyện được chính người vợ là bà mẹ bỉm sữa hai con chia sẻ với nội dung gây sốc. Người vợ cho biết cô phát hiện chồng ngoại tình, nhắn tin qua lại với hot girl tên QP ở Gia Lâm, Hà Nội. Thậm chí cả hai còn công khai hẹn nhau làm chuyện ấy với nhiều đoạn tin nhắn sặc mùi nhạy cảm. Chưa hết, theo nội dung đoạn tin nhắn được công khai, chính QP đã có yêu cầu tàn nhẫn khi đề nghị người chồng đánh vợ để kiếm chuyện hợp thức hóa việc gặp gỡ mình. Người chồng nghe theo nhân tình đã thực hiện yêu cầu, lấy tiền của con để ăn chơi, mua iPhone 13. Trong lúc con ruột đang bị bệnh thì hot girl liên tục rủ rê và người này đã chịu gặp tình nhân. Nhanh chóng sau đó, trang cá nhân của QP là tiểu tam trong vụ việc đã được tìm thấy và chia sẻ. Nhiều người để lại bình luận bức xúc và yêu cầu cô gái nên kiểm tra lại bản thân, đồng thời lên án cách sống đổi bại và thiếu đạo đức. Theo đoạn tin nhắn, QP chat với người đàn ông đã có vợ, có đoạn nhắc nhở rằng video đấy lưu ở đâu kỹ vào, không cho con vợ anh sờ được nó lại nhảy dựng lên. Đáp lại, người chồng trong vụ việc khẳng định nó, tức là người vợ, không có mật khẩu máy anh đâu nên yên tâm. Kèm với đó là việc tiết lộ bữa tiệc bay lắc không chỉ có hai người mà còn có thêm một cơ số người khác tham gia nữa. Hiện tại câu chuyện này vẫn đang tiếp tục nhận về rất nhiều lượt chia sẻ và thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng.